Chào mừng bạn bỏng tay Vương Phạm, chủ công ty Fastboy Marketing là ai? Là du học sinh Việt Nam đời 9X tự mở công ty kinh doanh tại Mỹ. Phạm Đình Quốc Vương, 30 tuổi, hiện là giám đốc điều hành một doanh nghiệp có doanh thu đến 10 triệu USD trên năm. 16 tuổi, lần đầu xa nhà, du học tại bang Minnesota lạnh giá ở đỉnh Bắc nước Mỹ. Chàng trai Phạm Đình Quốc Vương, quê Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, không có chút vốn liếng nào, kể cả tiếng Anh nên phải ở nhờ gia đình người chú. Nhưng chỉ 5 năm sau, Vương thành lập doanh nghiệp. Cuối năm 2020, công ty Fastboy Marketing, trụ sở tại thành phố Houston, Texas. Doanh nghiệp của Vương được tổ chức thống kê các doanh nghiệp tại Mỹ xếp hạng thứ 834 trong top 5.000 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất nước Mỹ. Suýt đi tù vì không hiểu luật. Từ những ngày đầu đặt chân lên đất Mỹ, Phạm Đình Quốc Vương đã thích lang thang tìm tòi bí quyết kinh doanh trên mạng. Cho đến một ngày, người em con chú có mấy cái game cũ nhờ Vương bán trên eBay. Giá sao cũng được, chỉ cần đưa lại người em $5. Vương đã bán được $36. Cậu không ngờ, một món đồ cũ có thể bán được giá như thế. Ý định kinh doanh chính thức nảy ra trong đầu cậu học trò. Vương kêu mấy đứa em gom mua lại những game cũ của bạn bè ở trường. Sau lần đó, Vương thu lợi nhuận gần $5.000. Sau khi bán game cũ, Vương tiếp tục lấn sân sang món đồ khác, hoặc hàng hóa người quen mua về nhưng không sử dụng, cần bán lại. Cả một chân trời mới về kinh doanh mở ra. Sau khi thành thạo cách thức mua bán, mặt hàng nào bán chạy, lợi nhuận cao, tôi chủ động tìm các nguồn hàng trên mạng, đặt mua từ gốc rồi phân loại, chia nhỏ và bán lại qua mạng. Lợi nhuận từ nhiều món hàng có thể gấp hàng chục lần giá gốc, anh kể. Tốt nghiệp phổ thông, vào năm đầu đại học, Vương vẫn vừa học vừa tiếp tục buôn bán. Nhưng con đường kinh doanh không trải toàn hoa hồng. Khi mọi thứ đang ào ào lướt tới thì Vương sập hầm. Do không hiểu luật pháp Mỹ, Vương thấy quanh mình chẳng ai buôn bán online mà phải nộp thuế, nên dù có thu nhập cao cậu chẳng hề khai thuế, vẫn gửi, rút tiền vào ngân hàng với số lượng lớn. Cho đến một ngày, cậu nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Mỹ, anh đã vi phạm luật pháp Mỹ, với nhiều tội danh trong kinh doanh, tất cả tối sầm, trao đảo. Kế đó là những tháng ngày đồng hành cùng luật sư, làm việc liên tục với cơ quan luật pháp, học hành gián đoạn, kinh doanh giang dở, tài khoản ngân hàng bị khóa hết, mọi thứ tưởng như đã bít kín quanh anh. Các luật sư đã giúp tôi thoát khỏi kết cục tồi tệ nhất, và những ngày tháng bão tố đó đã giúp tôi học nhiều điều về luật pháp kinh doanh của Mỹ, Vương tâm sự. Người gốc Việt kinh doanh và làm giàu trên đất Mỹ không hiếm, nhưng thời điểm ấy chưa mấy ai nghĩ đến kinh doanh kỹ thuật số. Vương quyết định gây dựng một công ty bằng mặt hàng cơ bản nhất, đó là lập website cho các tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng của người gốc Việt trên đất Mỹ. Sau đó dùng kỹ thuật SEO đưa các website lên vị trí cao trên trang tìm kiếm Google. Ở thời điểm cách đây cả chục năm, việc này vẫn còn rất mới, nhất là trong cộng đồng tiểu doanh nghiệp gốc Việt tại Mỹ. Công ty khởi lập chỉ có một nhân viên, chính là anh, kiêm tất cả từ kỹ thuật đến kinh doanh, nhưng chỉ sau vài năm, những cộng sự lần lượt hội tụ, doanh thu tăng trưởng liên tục. Giờ đây, công ty Fastboy Marketing đã có nhiều chi nhánh với hơn 200 nhân viên trẻ, độ tuổi trung bình chưa tới 30. Điều đặc biệt, Phạm Đình Quốc Vương chẳng có thú ăn chơi nào, không du ngoạn, chẳng siêu xe, thuốc không hút, bia uống 2 lon là quắc. Vương sở hữu nhiều trang trại rộng hàng trăm hecta với rừng cây, hồ nước, sông suối, đầm lầy, lái xe đi cả ngày không hết. Anh gắn bó với ruộng vườn, nông trại bởi nó gợi lại những ký ức tuổi thơ tại quê nhà. Mỗi cuối tuần, Vương cùng vợ và 2 con nhỏ lăn lê đồng ruộng, tát cá, đào mương, vọc đất cho đến khi tất cả cùng bế bết xình lầy. Anh giáo dục con theo cách để chúng hòa nhập với thiên nhiên ngay từ nhỏ. Trong những bữa ăn cùng nhân viên với đủ thứ món Âu, Á, Vương lặng lẽ lôi ra một con cá rô kho tộ, ngồi nhấm nháp cùng rau cải luộc và cơm trắng. Món ăn đồng quê Việt ấy luôn hiện diện trên bàn ăn của anh. Niềm vui sau giờ làm việc của Vương là đọc sách. Tại trụ sở công ty, ở vị trí trung tâm là mấy kệ sách của Vương. Không chỉ sách kinh doanh mà còn rất nhiều sách từ văn học cho đến vũ trụ học mang sang từ quê nhà. Với anh, sách không chỉ đem lại kiến thức, cách ứng xử trong kinh doanh mà còn cứu anh khỏi suy sụp trong những giai đoạn khó khăn nhất. Trải qua nhiều sóng gió và hiện tại có được thành công nhất định, Vương lập một kênh YouTube chia sẻ mọi bí quyết, phương thức làm ăn của mình, kể cả những lúc vấp ngã. Kênh này được nhiều bạn trẻ đón nhận bởi sự nhẹ nhàng, khiêm tốn, người thực việc thực từ chính kinh nghiệm chủ nhân. Hỏi Vương về quan điểm sống, anh chia sẻ, xưa đặt chân lên đất Mỹ với 2 bàn tay trắng. Tôi chỉ ước sau này học hành, có việc làm ổn định. Nay được như vậy, tôi muốn chia sẻ đời sống ổn định ấy. Các cộng sự, nhân viên mới vào làm ở công ty cũng với 2 bàn tay trắng. Công ty phải tạo điều kiện để các bạn cùng có nhà, xe, có cuộc sống tốt. Rộng hơn, công ty muốn đem công nghệ, các hình thức marketing, quảng cáo hiện đại mở rộng trong cộng đồng doanh nghiệp gốc Việt, để tất cả cùng ăn nên làm ra. Tại Mỹ, trong nông trại, trên công trường, Vương vẫn thường xuyên cưu mang nhiều hoàn cảnh khó khăn, từ công việc cho đến nơi ăn trốn ở. Anh đặt nhiều căn nhà di động, mobile home trong trang trại. Ai kẹt nhà thì tới ở tạm, khi ổn thì rời đi. Nơi ấy có thể là chỗ tá túc tạm thời của một bác tài xế già, anh đầu bếp, một gia đình mới nhập cư. Họ cứ đến rồi lại đi khi mọi thứ đã ổn hơn. Hàng năm, Vương vẫn cùng gia đình về Việt Nam, lặng lẽ làm từ thiện, chia sẻ cộng đồng. Khi hỏi anh về chuyện này, Vương lắc đầu, chẳng đáng gì để nhắc tới. Theo tìm hiểu riêng của người viết, có một cộng đồng tại quê nhà vẫn định kỳ nhận được sự trợ giúp suốt nhiều năm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ ấn like và đăng ký video nhé.